Tiếp tục chương trình là phần dự báo thời tiết. Chào chị Khánh Phương, triều cường đợt này có ảnh hưởng nhiều đến sản xuất của bà con miền Tây Nam Bộ không chị? Dạ vâng thưa anh chị cùng với quý vị khán giả, triều cường dân cao ba cho đến 4 ngày qua đã tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều diện tích sản xuất của bà con. Tại Hậu Giang thì đã có gần 1.000 hecta mía của bà con đã bị ngập. Triều cường cao Tuần ngập kéo dài đến cả tuần làm cho bộ rễ của cây mía rất dễ bị thối, cây dễ bị đổ, ngã, lá bị hư hại, trong lượng cây bị giảm. Ước tính cây mía sẽ bị giảm năng suất từ 20 cho đến 25% khi bị ngập kéo dài. Cảnh báo đợt triều cường lần này còn cao trong khoảng từ 2 cho đến 3 ngày nữa và trên sông Hậu qua Cần Thơ và sông Tiền qua Vĩnh Long, dự báo con triều trong 3 ngày tiếp theo sẽ đều cao quanh mức báo động 3 và phải đến ngày 13 tháng 11 thì con triều rút xuống chỉ còn sắp xỉ mức báo động hai để giảm thiểu thiệt hại cho Triều cường, bà con trồng mía ở hậu Giang cũng như các tỉnh thành khu vực miền Tây Nam Bộ khác chúng ta cần phải lưu ý là thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời các điểm ngập để có thể khơi thông dòng chảy tiêu thoát nước cho mía và biện pháp dài hạn hơn là cần phải nạo vét cải tạo mương tiêu và tăng cường thêm máy bơm để tiêu thoát nước về diễn biến thời tiết miền Tây Nam Bộ trong 7 ngày tiếp theo, dự báo sẽ có mưa dông về chiều, cuối mùa mưa rồi cho nên cường độ mưa sẽ không lớn, hầu hết là mưa rào ngắt quãng, ít điểm có mưa to, sáng và trưa trời vẫn có nắng với nền nhiệt dưới 33 độ.